Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà hôm tay rất là đẹp nha quý anh chị. Góc hai mặt đường tiền hai mặt tiền đường nhựa nha. Của thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì à, căn nhà của mình hiện tại chủ ở thành phố nên là em không có vô được quý anh chị ha. Thì em chỉ lấy được cái file cam này em quay sơ ngồi ngoài thôi. Đó. Thì à, cho quý anh chị xem sơ trong nha rồi chút em quay nhòi cho quý anh chị xem rồi ông quay ra biển rồi à, em đưa những cái hình ảnh flycam cam vòng vòng khu dân cư đây cho quý anh chị xem nha thì à, cái miếng này á là diện tích của nó là ngang 4 sâu hai hai mặt tiền nhưng mà phía bên hông á là chủ nhà có một mét để vào trồng bông nữa quý anh chị ha hành lang trồng bông nữa nha quý anh chị để ông quay sơ phía trong cho quý anh chị xem đó, hiện tại cái này là chủ nhà ở sài gòn nha quý anh chị Đó, em không có vào trong được nha Đó, thì cái này là chủ nhà chủ yếu là để nghỉ dưỡng thôi quý anh chị ha Đó, xe ô tô thì mình để ngồi săn này rồi trong nhà là có hai phòng ngủ hai toilet quý anh chị ha dưới phòng ngủ và trên phòng ngủ nha dưới thì có bếp nút đầy đủ nha quý anh chị Đó, à trước là đã có bộ bàn nè xong rồi đi vô đây là có một cái hồ gọi là hồ tiểu cảnh đây rất về đẹp quý anh chị thao hồ cá này à, rất về đẹp nha à, trên phòng ngủ không có cầu thang đi lên là có phòng ngủ nữa quý anh chị ha dưới là có bếp núc đầy đủ luôn hướng này là hướng đông nam quay ra biển nha quý anh chị à, chủ nhà nói chung là thích trồng cây nên là nhà tuy diện tích là nhỏ hẹp nhưng mà cứ chỗ nào cũng có cây trái với quý anh chị ha đó à, à. Nó quay ra giống như quán cà phê luôn Rất là mát mẻ quý anh chị ha Thì đây là em đang đứng là Hai góc của ngã tư nha Mình là hai mặt tiền đường Đường này đâm thẳng ra biển luôn quý chị ha Còn phía bên này là Đường này là đâm thẳng ra chợ Cách chợ chỉ có 100 mét thôi nha quý anh chị Rồi cách bảy tắm cộng đồng Phước Hải đó Chỉ có 200 mét thôi Đây quý anh chị đi ra đường Nguyễn Văn Linh nha Được 36 mét đó. Đây là toàn cảnh căn nhà của mình đó quý anh chị nha xung quanh là chỗ nhà trồng hoa bao quanh hết luôn nhìn giống như uh, uh, view uh, cái cái nhà vườn trên Đà Lạt nha quý anh chị ha đó, rất là đẹp nha đó. dài là 20m ngang là 4m nha góc hai mặt tiền đường đường này là đường nhựa vỉa hè rộng khoảng độ tầm 17 17m nha quý anh chị đây là anh chị chạy thẳng ra biển tầm 200m này chưa đến nè chút nên em quay cho quý anh chị xem thì khu vực này á, là khí hậu là mát mẻ quanh năm nha quý anh chị ha mát mẻ cực kỳ luôn đó. nhiều khi em quay video mà gió nó, nó ồn ào luôn quý anh chị ha giá nó ồn luôn đó. thì từ vị trí của mình thì anh chị đi về biển lan rừng thì sọc lan rừng là anh chị đi tầm một cây rưỡi số thôi nha đó. Đó, anh chị mua cái này về là không xây dựng một cái gì nữa nha quý anh chị chỉ dọn vào là ở ngay nha Đó, nè Đó, anh chủ thấy không là mình được một mét hành lang này để trồng bông nữa quý anh chị ha Đó, cái hành lang trồng bông này là không tính trong sổ mình nha quý anh chị Đó, nè anh trồng anh chủ anh trồng dọc theo cái hàng bông này rất là đẹp nha quý anh chị ha giống như là một miếng vườn một cái nhà vườn tình yêu rất là đẹp nha ừ. Cái này tiếc cái là em không có chìa khóa Em quay vô nhà cho quý anh chị xem chi tiết luôn đó. Trên cái lầu đó Là mình nhìn thẳng ra biển được nha quý anh chị Đã cả cái dạy bông rồi đúng không Đã, Từ đây lại gia Chủ trồng từ đây lại tới đầu đường luôn thấy không Toàn bông không Cặp theo cái nhà nên là rất chỉ là mát mẻ quý anh chị ha Thì anh chị về chỉ sử dụng, sử dụng luôn nha Ừ. Ở này cửa bên hông nè phía trước có một cái cửa nữa phía phía trước này là hướng đông nam quý chị ha Đó, phía cạnh bên này là hướng đông bắc nha quý anh chị hướng đông nha hướng đông cái cạnh bên bên hông là hướng đông còn hướng bên này là hướng đông nam này phía trước là có hai cái chậu gọi là cái chậu à, cây à, sari nha cây sari quý anh chị ha à, trước mặt nhà là có hai cái chậu này Đó. À, đây trong nhà này à. À, hồi nãy ở trong em quay ra giờ ngồi em quay vô nha. Anh anh chị thấy không? Hai bên là hàng cây xanh mát mẻ luôn. À, anh chủ này rất là yêu thương thiên nhiên quý chị ha. nên là chỗ nào cũng có cây trái nha quý anh chị à, để nổi là cái cây này có cái ổ ong nè. Cái ổ ong um, ong này ông mặc nha quý vị ha. Đó, à, để cái cây này nè. Hồi nãy em đứng gần gần nó xích bị chích rồi à. Đó. Thấy không? Ừ khu dân cư đây là à, theo em em hiểu tìm hiểu thì khoảng độ tầm 100% thì trong đó có 40% là dân người dân ở thành phố này Đồng Nai này Bình Dương hoặc miền Tây hoặc là miền Bắc qua cho quý anh chị ha vô sinh sống rồi quý nhà à, anh chị mà để ý những cái nhà lầu mới mới là 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 mới xây dựng đó là những là thành những cái thành phố xuống hay là khu vực khác xuống nha quý anh chị. Tại vì ở đây là khu vực rất gần biển nha. Khí hậu thì mát mẻ quanh năm. Đó. đây em quay ra biển cho quý anh chị xem nè. Đó. Đó, đường này em nghĩ là rộng hơn 17 mét quý anh chị ha. Đường bàn cờ thông thương tứ hướng nha quý anh chị. Điện nước đầy đủ luôn. Khu vực an ninh nha quý anh chị thì mình bên cạnh mình là đối diện bên kia là có cái khu phố nha. Ừm. À, dân phòng các thứ là ở hết đấy đó nên cho quý anh chị an tâm về cái vấn đề an ninh nha đó. không ở đây là sang sát nhà cửa sang sát hết nha quý anh chị ừ. À, đây đây là biển này thì đây đây là, đây là đường này là đường ven biển nha quý anh chị anh chị mà quẹo phải á, là anh chị đi về lăng rừng tầm 1 km thôi rồi về thị trấn long hải tầm 5 km quý anh chị ha đó. về thành phố vũng tàu khoảng độ tầm 15 đến 20 km nha quý anh chị. À, bên kia là bãi tắm tâm Ngư còn phía bên này là bãi tắm Cộng Đồng. Đó, à, không? Đây nè. Đây bãi tắm Cộng Đồng nè Anh chị quẹo trái là đi về chợ, cách chợ tầm 200 m là mặt chợ nha quý anh chị. Rồi bến xe Hoa Mai toàn thắng là cách chỉ có là 100 m thôi nha. Đó. À, đây là bãi tắm Cộng Đồng quý anh chị ha. À, bữa nay thứ hai nên là em quay là khách nó hơi vắng nhưng mà biển bữa nay xanh cực kỳ. Đó, xanh rất là đẹp quý vị ha. Đó. Đó, thì à, ở đây em có quay sơ một cái đoạn hiện tại là thứ hai mà bờ cả rất là đông này như vậy không? Đó. Khách du lịch xuống là đông Nghìn nghịch hai bên đó như vậy không? Đó. này là thứ bảy chủ nhật thì đông hơn nha quý anh chị ha. thì bữa nay là Dân cái khắp nơi là đầu tư đó, đổ về đây nên là xây nhiều những cái cái cái, cái cái hôm tay nghỉ dưỡng rồi nhà vườn rồi phòng cho thuê là đang khu này rất chỉ là tiềm năng quý vị ha đó, thì anh chị nào mà thích thì cứ liên hệ nha đó. giá hiện tại chủ bán chỉ có tạp 4 tỷ rưỡi nha quý vị ha đây đó, em quay cái tên cái phải là cam cho quý vị xem nè căn nhà mình là góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn ha đó. lúc trước cái này á vị trí này và cái nhà này là ít chắc phải tầm 6 tỷ nha quý vị. chị đó nhưng mà giờ chủ ngọt nên là muốn bán nhanh bán cái này chỉ có tầm bốn tỷ rưỡi thôi này là sổ hồng riêng là chút em quay cái sổ cho quý vị xem à, căn nhà của mình quá chi là đẹp cái nhà nằm vị trí gọi là nói chung là làm cho khu vực này là anh chị nào đi ngang qua là cũng phải ngước nhìn quý anh chị ha rất chi là đẹp luôn nha là mình lên gác là mình phóng thẳng ra biển luôn anh chị ở đây là có nước nóng nước nước lạnh đầy đủ không đó, thấy không? Biển này trong xanh mát mẻ luôn. Ừ. Từ cái vị trí này, anh chị đi về Hồ Tràm chỉ tầm 10 km thôi. Đó, đi qua Hồ Tràm nha quý anh chị ha. Còn quý anh chị đi về thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 12 đến 15 km nha quý anh chị. Ừ. Ở đây là cái sổ quý anh chị ha. 800 mét vuông, full thổ cư, đất ở tại Đấu Thị nha quý anh chị. Góc hai mặt tiền đường nha. Đó. Rồi anh chị nào thích thì liên hệ cho em nha.